nay diện tích dân số thành phố đây? Quận 1 hồi xưa có 7 người thôi. Các phường dân số hồi xưa quận 1 có 7 người thôi nha. 7 người sống hồi xưa là quận 12 là sống nhiều nhất. Đây mọi người sẽ thấy Long An. Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Cần Giờ ở đây, Cần Giờ rộng quá ha. Rồi chúng ta sẽ đi qua đại lộ đảo Văn Kiệt nè, cầu Bình Lợi nè, mới xây đây thôi, trên Nhiêu Lập nè, cầu Đô Thị cũng như Văn Kiệt mới xây, cầu Thủ Thiêm và Thiết Kế, cầu Thủ Thiêm 1, cầu Thủ Thiêm 2 ở đây, cầu Thủ Thiêm 2 gọi là cầu Đa To luôn, cầu Phú Thủy, ở đây là cầu Đường Hầm, cầu Đường Sông Sài Gòn, sân bay Phú Thủy, rồi hồi xưa có tuyển sở của tôi là khi nhìn cả đây nè. Chân Lê Thánh Tôn đấy là một cái thành Bát Quái, đi hàng gì đi vì lạc xuống Lê Tú, người phụng sự tự đất, người cũng là đại diện triều đình ký bản hòa ước giáp túc đó đồng đẳng năm 74 đến 94 là 20 năm năm giáp túc nha. Đây là một con ấn khác nữa, chờ đợi nó quay vô nè. Con ấn này là năm Minh Mệnh năm 33, Minh Mệnh thứ 14. Ấn Lương Tài Hầu Chi Ấn, còn ấn cái gì là gì? Ấn Khống Sứ Đại Thần Quan Phòng. Quay vô cái ấn này. Tạ Quang Chi Ấn năm 81. Hồi xưa có cái huyện Tân Bình nữa luôn nè.